Giải cờ úp quốc tế 2021 lần thứ nhất do Trung Quốc tổ chức. Nếu các bạn yêu cờ thích xem, kênh sẽ đăng tiếp các trận hay của Trình A Sáng đấu với Trần Phú Kiệt, Đường Đan, Uông Dương. Loan Cháy đấu với Trung Thiếu Hồng và các trận đấu của Lại Lý Huynh, Hà Văn Tiến. Chứ. Tướng quân. Chứ.
Tướng quân. Tướng quân. Chứ. 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 Chứ.